Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chiếc AirPods Pro này vì mình cũng đã cầm và sở hữu nó khoảng độ là 1 tháng vừa qua. Vậy thì với phân khúc tầm giá hơn 6 triệu đồng thì nó có đủ tốt để sử dụng cũng như là nó đáng mua hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo chiếc AirPods Pro này thì các bạn có thể click vào link bên dưới và mô tả của video để chúng ta với Di Động Việt nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế bên ngoài. Thì các bạn cũng đã nắm rõ về cái thiết kế rồi, thế nên mình cũng xin phép là không chia sẻ lại. Và cái mình muốn chia sẻ đầu tiên đó chính là cái phần cảm giác đeo. Khi mà mới đeo lần đầu thì mình cũng đã nói là cái cảm giác nó hơi dễ rơi một chút, không chắc chắn. Thế nhưng mà sau nhiều lần mình sử dụng đeo tai nghe và có chạy xe thì mình đã có thể hoàn toàn yên tâm, vì đến giờ phút này thì cả hai tai của mình vẫn còn đầy đủ ở đây. Đáng tiếc là mình không có dịp đi xe rừng nằm để có thể thử nghiệm nếu như mà nằm trên xe đang chạy thì liệu có bị rớt hay không. Vì mình thấy là khá nhiều bạn cũng đã chia sẻ rằng là khi mà đeo AirPods thì cũng có hiện tượng đó là các bạn đi trên xe rừng nằm và đã bị rớt trong quá trình các bạn ngủ. Nhưng chỉ thì mình cũng đã có thể xác nhận được là hiện tại nó không hề dễ rớt một tí nào nếu như các bạn đeo ở chế độ bình thường và chạy xe trên đường đi. Còn về cái bộ fit thay cỡ tai nghe thì do cái tai nghe này nó sử dụng một cái chuyền riêng nên để kiếm fit khác thay thế là không hề có. Thế nên là chúng ta hiện tại chỉ sử dụng được bộ fit tai đi kèm với ba size khác nhau, kiểu với các kích cỡ của các bạn khác nhau, tùy thuộc vào tai các bạn thôi. Giá như mà nó có thêm một tùy chọn nút tai bọt biển thì khi đeo nó sẽ thoải mái và êm tai hơn. Còn về chất âm thì rõ ràng là AirPods Pro đã được cải thiện rất nhiều so với phiên bản AirPods thế hệ trước nhờ dạng thiết kế in-ear. Thế nhưng nếu mà các bạn để ý một chút thì cái giải treble của AirPods Pro này nó vẫn không được cải thiện nhiều lắm. Và nếu như để nói chất âm này cho một chiếc tai nghe hơn 6 triệu thì mình cảm thấy nó hơi không đáng tiền một chút. Nếu như các bạn không cần tai nghe là AirPods thì hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu tai nghe khác đến từ nhà Sony, ví dụ như là WF-1000XM3, với mức giá nó rẻ hơn nhưng chất âm thì nó sẽ ăn đứt chiếc AirPods Pro này. Thế nhưng người dùng AirPods đâu hẳn lựa chọn nó vì chất âm đâu, mà mình nghĩ đa số là chúng ta sẽ chọn vì nó sang này, nó tiện lợi và vì sự đồng bộ của hệ sinh thái iOS. Và chắc chắn khi mà người ta dùng iPhone thì ta đương nhiên là sẽ chọn AirPods rồi. Khi mà dùng iPhone thì tất nhiên mở nắp AirPods ra là nó sẽ tự động kết nối, tự hiện thông báo về thông tin hiện tại của AirPods, và việc còn lại của các bạn đó chỉ là nhấc lên và cho vào tai thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về thao tác điều khiển của AirPods Pro. Thì với cái nút cảm ứng lực được trang bị thì nó đã giúp cho mình thao tác tiện lợi và chính xác hơn. Trước đây khi mà thao tác gõ trên AirPods cũ thì nó cũng khá ngon rồi, nhưng mỗi tai lại chỉ gắn được một tác vụ, ví dụ như là tai phải cài gõ 2 lần thì chuyển bài không dùng được này, còn cài dừng nhạc thì lại không chuyển bài được, và với tai trái thì cũng tương tự như vậy. Còn với chiếc AirPods Pro này bây giờ chỉ một tai thì các bạn có đủ để thao tác dừng nhạc này, chuyển bài, quay lại bài trước, thậm chí là cũng có thể kích hoạt được chống ồn hoặc là tắt cực dễ dàng. Nói chung thì với thao tác sử dụng nó sẽ là cái thứ được cải tiến tuyệt vời và chúng ta có thể thấy rõ nhất trên thế AirPods Pro lần này. Ngoài cái thao tác sử dụng ra thì AirPods Pro còn được trang bị một tính năng mà bất kỳ ai khi sử dụng nó đó chính là cái khả năng chống ồn chủ động. Và hiện tại thì khả năng chống ồn chủ động của chiếc AirPods Pro này đang được đánh giá là tốt nhất. Khác với hầu hết những loại tai nghe khác thì AirPods sử dụng cả hai micro thu âm hướng nội và hướng ngoại để có thể phân tích cũng như là lọc các âm thanh môi trường với tần số khoảng 200 lần mỗi giây. Và AirPods Pro thì nó không chỉ lọc âm thanh ở mức nhất định mà nó còn dựa vào môi trường để có thể lọc tốt nhất, và chắc chắn khi đeo thì các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thú vị với cái tính năng này. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ thêm cái tính năng xuyên âm để khi nghe nhạc các bạn vẫn có thể nghe được mọi người đang nói gì. Tính năng này thì cũng cực kỳ thông minh, khi mà nó phát hiện có gió thì sẽ tự động ngắt để tránh âm thanh khó chịu đưa đến tai bạn. Và nó thì hoạt động hiệu quả nhất khi mà bạn đi xe ngoài đường, rồi là khi xe bắt đầu di chuyển có gió nhẹ là nó sẽ tự ngắt xuyên âm, mà khi bạn dừng xe lại thì xuyên âm lại tự động kích hoạt. Nói chung là rất là hay và tiện lợi. Còn về pin thì sao? Pin của AirPods Pro nếu bạn nghe liên tục ở mức âm lượng 70%, bật thêm chống ồn chủ động hoặc là xuyên âm thì các bạn có thể duy trì sấp xỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nói chung thì mức dung lượng pin này là quá ổn để cho chúng ta có thể sử dụng. Tóm lại thì với chiếc AirPods Pro này thì mình cảm thấy là cái chất âm không phải là điểm mạnh của nó ở tầm giá hơn 6 triệu đồng. Thế nhưng bù lại thì người dùng nhận được rất là nhiều những thứ tuyệt vời hơn ở cái thao tác sử dụng này, độ tiện lợi này, sự thông minh và khả năng chống ồn của nó. Còn các bạn thấy sao và bao nhiêu các bạn đã lựa chọn sử dụng AirPods Pro thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.